Rồi, chào toàn thể anh em và các bạn. Thì chúc tất cả anh em và các bạn có một buổi chiều bên gia đình thật sự ấm áp. Và đến với buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng tiến hành đi thăm cái miếng ngô M18 của mình các bạn. Và đối với cái miếng ngô M18 này của mình ngày hôm nay thì đã được 24-25 ngày tuổi rồi các bạn. Và tình hình thì cũng chuẩn bị kính táng. Và ở cái giai đoạn này các bạn thì cái mối lo ngại mà mình quan tâm nhất á, là mũi hành và sâu đục thân. Thì ở trên cái lúa OM18 á, đối với cái lúa mà chúng ta cấy mà nó thưa các bạn thì đối tượng gây hại là sâu đục thân và mũi hành thì nó cũng cũng có và nhện dé. Thì đối với nhện dé thì cái giai đoạn giáp tháng thì chúng ta dễ phun hơn. Và mình cũng sẽ chọn cái sản phẩm mà để phun phòng dừa, mũi hành, nhện dé, sâu đục thân luôn là bằng cái sản phẩm Kinalut của tập đoàn Lộc Trời các bạn. Hoặc là chúng ta cũng có thể chọn cái sản phẩm Kinagon của công ty UPNL của Ấn Độ. Thì đối với hai sản phẩm này thì theo mình thấy thì nó cũng khá ok. Và đặc biệt cái vụ hè thu này theo như cái nhận định của mình thì cũng là một cái vụ cũng khá là khó khăn trong năm. Thứ nhất là cái giá phân bón nó tăng rất cao nha các bạn. Và đến thời điểm này các bạn thì giá phân bón thì tăng cao và những cái nơi mà có cái trà lúa đang chuẩn bị thu hoạch đó thì cái giá lúa nó cũng nhích lên trở lại. Và hiện tại thì những cái doanh nghiệp của mấy cậu mình thì đang mua với giá 6.000 đến 6.050 đồng trên cái đài thâm tám các bạn. Thì đó là cái giá thị trường ngày hôm nay, và nó có tăng nữa hay không thì mình sẽ cập nhật từng ngày để những anh em những cái khu vực mà chưa bán lúa đó, thì chúc mừng tất cả những anh em chưa có bán lúa thì giá lúa nó tăng chút đỉnh. Thì 5 ngày nữa là giáp tháng thì lúa mình cũng sẽ kính táng nha các bạn. Và khi giáp tháng thì cái ngày thứ 28 hoặc 29 thì mình cũng tiến hành mình phun cái cử thuốc ngừa tất cả các cái loại dịch hại như mũi hành, nhện dé, sâu đục thân. Và sẵn đó thì mình phun luôn cái đậu ôn và đấm bằng nha các bạn. Thì đối với đậu ôn thì mình sử dụng Fuan, và đối với bệnh khô vàng đốm vàng thì mình sử dụng cái Validacin nha các bạn. Năm nay thì mình tương đối cái vụ hè thu này mình sẽ đầu tư ít thôi và phun những cái loại thuốc rẻ tiền. Còn đối với mỡ hành thì tương đối mình cũng chọn loại thuốc hơi tốt một chút xíu. Và những cái lần phun kế tiếp thì mình sẽ quay cho anh em và các bạn xem để anh em và các bạn thấy là cái những cái loại thuốc của mình sử dụng trên con lúa. Rồi thôi, chào anh em và các bạn.